Bộ Sát Huy xin kính chào quý vị yêu hoa cây cảnh Bộ Sát toàn quốc. Thưa quý vị, Bộ Sát Huy đang có mặt ở Đông Triều, Quảng Ninh và chuẩn bị dẫn quý vị vào thăm một cái vườn cây có lẽ là nhiều cây nhất và cũng nhiều cây chất nhất tại Đông Triều, Quảng Ninh. Một cái vườn cây có số lượng cây rất rất là lớn và trong đây có rất nhiều những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật ấn tượng. Thì đó là vườn cây của em Doanh tại Đông Triều, Quảng Ninh. Quý vị có thể nhìn thấy bạt ngàn những tác phẩm cây cảnh. Có những cái tác phẩm hoàn thiện và có tác phẩm thì đang phôi. Và cả những cái dòng cây ăn trái nữa, rất nhiều. Em ơi, anh chào em nhé. Em chào anh Huy nhá. Chào Doanh nhá. Vị ơi, một em trẻ. Chào anh em nhé. Nhưng sở hữu cái khối tài sản cây cảnh rất là lớn. Quý vị hãy đi ngắm những cái tác phẩm đặc sắc của em quý vị nhé. Vườn rộng lắm quý vị ạ. Doanh ở đây của em thì mấy nghìn mét không gian vườn này. Hơn 2.000 mét hả? Quý vị sẽ đi ngắm những tác phẩm đặc sắc của em. Vừa rồi anh biết là em mua thêm một số tác phẩm đúng không? Đó là những cây nào em? Đôi chay hả? Ủa, quý vị ơi, quý vị nhìn thấy cây chay này. Ở vườn này thì những cây chay này em có mấy cây nhỉ? Em có khoảng tầm 3 cây. 3 cây chay như này đúng không? Cái này thoát thân khoảng tầm mét rưỡi không? Tầm mét rưỡi, hơn mét rưỡi. Thoát thân độ mét rưỡi đúng không? Lên đến cành thì là mét rưỡi. Cây rất lùn quý vị nhỉ. Và em có 3 cây thế này. Trong kia cũng vậy quý vị. Đây hả, cây này vừa rồi mới mua hả? Vâng, cây này em mới mang về đấy. Một cái xanh nằm liền cổ. Chiều cao của cây này thì kính thưa quý vị chắc là rơi khoảng 1m7 từ mặt chậu lên. Cây xanh nằm liền ngồi đá. Trẻ nhưng mà tư duy săn đồ cổ, săn cây cổ. Và những cái cây như này thì hiện nay càng ngày càng ít rồi. Cây này thì chắc chỉ còn thiếu một cái chậu đẹp thôi, đúng không Doanh? Đúng rồi, chứ cây này thì gần như là tất cả đã đầy đủ hết rồi. Thiếu một chút thời gian nữa, này em nuôi có một chút thời gian nữa thôi. Cái này thì những cái bông, một số bông nhỏ cho to một chút thôi. Chứ về tổng bóng thì đã hoàn thiện rồi, tự nhiên rồi. Quá trình rất lâu ngồi đá rồi. Cây cổ rất già quý vị ạ. Số lượng cây rất rất là lớn. Bộ Sát Huy chắc chắn là không thể quay hết cho quý vị được. Nhưng sẽ cố gắng chia sẻ cho quý vị ngắm để cảm nhận những tác phẩm đặc sắc của vườn em Doanh. Chúng ta sẽ đến với một cây si. Một cây si có những cái đường nét hóa rất ấn tượng. Quá trình thời gian đã tạo lên những cái thay đổi. Và quý vị nhìn thấy một cái si giáng long như hiện nay đã có những cái rễ tạo lên cái thành vách, trông cây bề thế quá và form dáng gần xong rồi, nhìn cũng rất ấn tượng. Và cái chất si đẹp đó anh nhỉ? Vâng, chất này đẹp. Và còn nhiều cái bất ngờ nữa quý vị nhé. Ở khuôn viên này. Em ấy gần như là chỉ sưu tầm thôi. Sưu tầm rất nhiều. Một thời gian ngắn nhưng mà xuống vườn em thay đổi rất nhiều. Quý vị đến một cái dàn cây cổ của em.
Và trước mắt quý vị là cây xanh giáng long. Cột chậu khủng khiếp. Cây đã có những cái điểm méo ở trong thân quý vị nhé. Và độ già cũng khủng khiếp. Cây này thì hoàn thiện rất lâu rồi. Cây này cũng phải cao khoảng 1m4 đến 1m5. Toàn cây tầm đại thôi. Và đây là một cái dàn cây cổ của em. Một cây song thụ. Tại sao em lại thích cây cổ thế? Mà sưu tầm nhiều cây cổ đấy em? Thì nói chung là em chơi ngay từ đầu tiên thì em rất thích cây cổ này. Đấy, vì là nó theo cái ý nghĩa của con người Việt Nam. À. Đấy, và cái mà những cái mà như gọi là mình gọi là mình trẻ như mình gọi là dạng như là sâu xa này. Các cụ dạy bảo và làm những cái cây mà mình cảm thấy mình nhìn nó trong đó nó có những cái mà nói chung là nó cuốn hút lắm, em cảm nhận nó cuốn hút lắm. Quý vị là ngoài cái vẻ đẹp ra thì còn cái nét đẹp và cái văn hóa trong cây nữa. Văn hóa Việt ở trong cây nữa quý vị ạ. Thì khi mà yêu cây cổ, thích cây cổ rồi thì mê lắm quý vị ạ. Nhìn càng ngắm càng có hồn. Và quý vị nhìn những cái tác phẩm của em. Đơn cử như tác phẩm này. Nhìn rất là thích mắt. Một cây trực, cây dáng phụ tử. Đẹp từ chân bệ đến đường thân. Hàng xịn sò quý vị ạ. Chúng ta đến tiếp một cây xanh giáng long. Nhìn cái tem cây thì chúng ta cảm nhận được độ già thôi. Cây này xanh giáng long nhưng mà khả năng chủ nhân cũng muốn ý tưởng chuyển sang lão đúng không? Đúng rồi. Một cây tầm đại quý vị nhé. Cây này cũng là cây mới phải không Doanh? Vâng, cây này cũng mới. Rất là vui khi những nghệ nhân trẻ đã yêu cây cổ, thích cây cổ và đang đi sưu tầm cây cổ. Đơn cử như em Doanh đây. Đây là cái tác phẩm bạn ấy mới mua. Quý vị biết những cái cây như thế này hiện nay để sở hữu để mua thì không hề đơn giản một chút nào. Chắc chắn cái số tiền phải rất lớn rồi. Quý vị vừa rồi ngắm cây cổ, nhưng chúng ta thay đổi một chút, chúng ta sang ngắm một cái phôi quý. Thì đây là phôi sung quý vị ạ. Phôi sung rất to, nhưng cây này xong chắc tổng bóng cũng chỉ cao khoảng 1m4, 1m5 thôi. Nếu cây sung to mà lùn như này thì bà Sa Huy thấy ít. Và đây là cái phôi sung Bò Sài Huy đánh giá rất cao.
Cái chiều dài do anh ơi, cái bể này có đến 2 mét mấy? Tầm 2 mét đấy. 2 mét 2 mét rưỡi. À, anh nghĩ là phải hơn 2 mét đúng không? Vâng. Thế mà cái cây sung này quý vị này nằm trọn ở trong cái bể này mà cũng chỉ cao hơn hơn 1 mét thôi. Và quý vị đến với một phô si. Một phô si rất tiềm năng của em. Doanh ơi, chất đẹp quá nhỉ Doanh nhỉ? Vâng, chất đẹp anh. Quý vị nhìn thấy này mà cực kỳ tiềm năng. Chất lá. Cây này nuôi được giật được cũng mấy lần này đúng không em? Vâng, lần này lần thứ 3 đấy. Gần như có ngọn này quý vị nhá. Cây như theo Doanh thì cây này khoảng mấy năm nữa là xong em? Chắc là con này em tính cũng phải cứ tầm 7 năm. 7 năm nữa. À, 7 năm nữa. Cây này thì nếu 7 năm nữa thì chắc quý vị không nhận ra. Bởi vì những cái sẹo này mà múp lại. Và chân bệ này khi mà 7 năm có thì cái cây này đẹp lắm quý vị ạ. Một cái thân có thể là hơi siêu, có thể gọi là dáng siêu một chút. Và quý vị nhìn thấy côn tít này, cái ngọn các cút đã có hết quý vị nhé, đã giật được một số nhịp rồi. Cái này cắt ra thì nhìn đã lắm. Quý vị nhìn thấy ngọn này, ngọn đã có hết rồi. Cái này thì tầm 5 đến 7 năm nữa là xong rồi. Và cây hoa giấy tuyệt đẹp ngay trước mắt quý vị. Hoa giấy đang nở hoa rực rỡ. Cây tím Huế quý vị nhé. Nhìn thích quá. Một cây si cổ. Cây này Doanh mới mua về em hay là của nhà trước? Lâu rồi anh ạ. À, cũng lâu rồi chứ. Em ấy nhiều cây lắm quý vị ạ. Bà xã Huy không thể nhớ hết được. Xuống vườn em lần này là lần thứ 2. Nhưng cũng nhiều cây, mà sao tôi không nhớ hết được. Chúng ta sẽ đi vào cái khu vườn này. Cái sân đằng trước. Và ở trong cái sân này có rất nhiều cây đặc sắc. Quý vị sẽ đến với một cây xanh quê. Quê bò sáng Huy nhìn rất là thích quý vị nhé. Cái này cái độ già khủng khiếp quý vị ạ. Cái này từ chân bệ đến đường thân. Cây có cái độ tuổi rất cao và chân bệ rất đẹp quý vị nhé. Cho anh cây này ngày trước cũng thả nước em nhỉ? Vâng, con này ngày xưa thả nước nha anh. Mình nhìn thấy này. Khủng khiếp. Già như hoa đá rồi. Con này nằm trong cái chậu này nhiều năm rồi anh ạ. Anh thích những cái nét thời gian. Chân bệ đẹp quá quý vị ạ. Form dáng cây này cũng đẹp. Một cái cây sinh quê, cái chất đẹp. Chất đẹp và form dáng nghệ thuật. Và một cái cây có độ tuổi khủng khiếp. Một cây tầm trung. Cây này chỉ cao khoảng tầm 80 phân từ mặt chậu lên thôi. Cây form trực hoành. Hàng xịn sò. Một cây tùng La Hán đẹp của em. Cây này em cũng mới mua hả? Không, cây có lâu anh. À có lâu à? Chắc thay đổi vị trí đúng không? Vâng, thay đổi vị trí.
À, cây tùng La Hán đẹp của em. Này cao xấp xỉ 1 mét. Bịn tít rồi. Hoa giấy nghệ thuật này. Và một cây xanh quê độc đáo đây. Chắc quý vị cũng nhìn thấy một cái mảng lu cơ địa đặc biệt của cái cây này. Tất cả đây là lu hết quý vị chưa? Đó là cái điều đặc biệt. Và ở vườn em thì còn rất nhiều những cái cây túc đặc biệt nữa. Nếu để cái túc lu ở trong vườn này thì có mấy cây. Và đây là một cây nữa. Đặc biệt không quý vị? Quý vị sẽ được chiêm ngưỡng tổng thể của khu vườn này. Sau đó quý vị sẽ chọn cho quý vị ngắm những cái cây đặc sắc. Và cây sung này cũng vậy. Vùng quanh lu. Cây khá đặc biệt quý vị ạ. Và một cây si tiềm năng em đang xây dựng. Đây là cái nhà vườn, chắc chắn là cái số lượng cây lớn nhất ở khu vực này. Và cũng là cái nhà vườn có nhiều cây chất, cây hoàn thiện nhất. Chúng ta sẽ đến với một cây túc nữa. Một cây túc giáng trực nữa. Bạn này bạn đi khả năng là rất thích chơi sung túc đây. Vườn rất nhiều cây sung túc đẹp. Và phía trong chúng ta ngắm một một rừng si. Một cây si được làm theo cái dáng thế rừng trên thân. Khá là tự nhiên. Cây này thì cũng tương đối hoàn thiện rồi. Đó là những cái cây độc đáo của vườn em. Một phôi tiềm năng nữa. Và chúng ta sẽ đến với những cây đặc sắc tiếp theo. Một cây túc đẹp nữa quý vị nhé. Quý vị sẽ đến với một cái cây túc quý của em. Đẹp thế này mà quý vị. Bộ bẹ đẹp, đường thân đẹp và bóng dáng đẹp. Cái túc cao khoảng 1m2 từ mặt chậu. Cây bẹ nhãn khá là quý quý vị ạ. Một cây túc được làm công phu và tỉ mỉ. Mà cái điều quan trọng là hoàn thiện rất lâu rồi.
Vừa rồi bonsai Đức Huy giới thiệu là em ấy rất thích chơi sung túc. Và ở vườn thì em ấy sưu tầm rất nhiều cây túc đẹp. Đây cũng vậy quý vị ạ. Rất nhiều túc. Một tác phẩm xanh Nam Điền nữa. Nhưng mà Doanh ơi, cây này là cây điền xịn hay là cây này ấy? Hay là cây ghép em? Đúng không? Đúng rồi. Ừ, mình phải chia sẻ thế. Rồi anh nghi nghi là quê ghép Nam Điền thì phải hỏi lại em Doanh. Cây này kính thưa quý vị là cây quê ghép Nam Điền quý vị ạ. Nhưng bộ tàn cây này rất là đẹp. Cao cũng hơn 1 mét. Và cây này thì to lắm. Cây này cây tầm đại rồi. Đây là mặt sau của tác phẩm. Bộ lá xanh đen quý vị ạ. Và chúng ta ngắm mặt sau của tác phẩm Si này. Và phía trước màn hình quý vị là một cây xanh quê dáng trực. Cây rất già của nhà vườn. Thời gian và tuổi cây cực lớn quý vị ạ. Và bên cạnh nhà vườn thì còn... Đây là những cái cây em mới mua về này. Cũng là xanh quê nha quý vị nhé. Nhưng phải xanh quê như nào thì em mới mua về. Và quý vị nhìn thấy cái điều đặc biệt của cây xanh quê này. Đó là những cái nét chùn da voi. Và những cái u sụn này. Cái nu cơ địa quý vị nhé. Những cái đặc điểm rất là quý của cây xanh quê này. Không có nhiều những cái cây có những cái cơ địa như này đâu quý vị ạ. Phải là cái cây rất già. Cộng với những cái dòng cây có những cái cơ địa. Mới cho ra những cái điểm chùn, cái lu quý như vậy. Toàn là những cái cây anh em mới mua về thôi quý vị ạ. Và... một cây trực cổ nữa này, ngay trước mắt quý vị. Còn nhiều lắm quý vị nhé. Và Sa Đa Huy sẽ gửi tới quý vị những cái thước phim sau. Bởi vì chắc quý vị cũng biết. Và Sa Đa Huy lấy của quý vị cũng khá nhiều thời gian. Thì đến đây và Sa Đa Huy chào em Doanh và chào quý vị. Thì thời lượng video hơi dài. Thì Doanh ơi, anh chào em nhé. Vâng, em chào anh Đức Huy nhé. Chào em, và Sa Đa Huy xin được chào quý vị. Nhé. Sa Đa Huy sẽ gửi tới quý vị những cái thước phim sau. Sẽ còn rất nhiều những cái tác phẩm cũng như phôi của vườn em Doanh sẽ chia sẻ cho quý vị trong cái thước phim sau. Xin được cảm ơn quý vị. Chào tạm biệt quý vị.